giờ ai ạ? À? Em đi. Bằng, hãy làm cho ba đứa con mình tự hào. Bên đây là ai ạ? À? Lemon. Chi gì? Rồi, ai lên trước ạ? À? Mà làm vua, không làm vua. Em muốn anh lên hay là em thì lên? Em mà em chọn. Chắc anh lên trước đi. Rồi. Xin mời. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Lê Minh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ. Lê Minh là một người hát hay, có giọng cao, rất là hay ha. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. 2 phút dành cho Lê Minh Nhanh Như Chớp. Đây là một câu đối chữ rất dễ dàng, đơn giản. Ai cũng biết. Câu này chúng tôi đã khảo sát trên 100 bé học lớp 5. Các bé đều vỡ òa vì đáp án chính xác. Không biết bé này thì sao? Sống vì biết yêu. Đối chữ. Sống tình. Lên. Bài của anh mà anh không biết sao. Ít ra cũng được. Tình là tình yêu đó. Sống dịp yêu là sống tình. Yeah. Bình gì hay bị trúng gió? Bình gì hay bị trúng gió? Đó. Tức là cái bình ghép với một chữ, hoặc là hai ba chữ, năm chữ gì đó, mà cái chữ phía sau nó phải liên quan tới cái câu hỏi. À, dễ mà, okay, dễ, okay. Dễ mà. Dễ mà. Cứ dịch là từ Hán Việt là nó ra hết. Chúng tôi có MC rồi ạ. Dạ, chúng tôi có MC rồi. Gió đó. Đại đi. Mình còn lên nữa, còn nhiều câu lắm. Bình đau, bình đau. Bình đau, đúng không ạ? Bình đau, trời. Bình phong, bình phong, bình phong, bình phong. Đau là xuống đó. Bình đau, bình đau. Bình phong, bình gì đưa nhanh như chớp đoạt giải mai vàng. Đố chữ. Bình gì ạ? Bình chọn. Lên. Đây não đầu nó mới từ từ nó mới gom lại, từ từ nó mới gom lại. Một câu đối chữ tiếp theo. Rồi. Bình gì dùng để ăn cơm? Dĩa đũa muỗng này nọ đó, kể nó đi, bình đó đó. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Bình dĩa ăn cơm là bình muỗng, bình đũa. Bình đũa là gì có nghĩa? Bình muỗng, bình chén. Tiếp tiếp. Bình. Tiếp. Chén rồi còn cái gì nữa? Bình tô. Cái gì nó bự bự ngang ngang cái tô. Bình gì? Bình bát, bình bát, bình bát, bình bát, bình bát. Thiệt luôn, quá dễ vậy. Trời ơi. Lên. Mặc dù có nhắc rồi. Lên cho nó có không khí. Một câu đối chữ tiếp theo. Chim gì sinh ra đã không trọn vẹn? Chim gì sinh ra đã không trọn vẹn? Gì vậy? Không có, không có. Ủa, mình sorry, à, sorry, mình, sorry, mình, sorry. Mình bên nhóm nhạc chứ phải bên vũ đoàn đâu mà đứng múa hoài vậy. Anh chùi chùi gì vậy anh? Chim gì? Chim sẻ. Không, chính xác. Ai biết ạ? À? Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Oh. Chuột gì màu trắng? Chuột bạch. Lên. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ G. Con gà. Một. Con rắn. Ủa? Con rắn là gì vậy? Con gì hay đi con cá đó. Con giun. Hai. Con gì hay nấu bánh canh. Con gì hay nấu bánh canh á. Con gấu. Ai mà nấu bánh canh gấu bao giờ? Anh nghe dưới đây gấu nghe. Là như này, cái con gấu là đáp án chính xác. Nhưng mà nó không liên quan tới câu nói của tôi. Con gì là nấu bánh canh? Con gấu. Nhưng mà liên quan tới lời nhắc. Liên quan tới lời nhắc. Con gì hay nấu bánh canh à? Ghê. Đúng rồi. Thôi, lên. Nghe bánh canh gấu xỉu. Đây là đối chữ ha. Trái gì không ai ưa? Trái gì khoái. Ưa? Trái khoái. Trái. Trái khoái cũng được đi ha. Lên. Nhà khoa học nào là người đầu tiên tìm ra vaccine cho bệnh dạy? Ồ, dễ. Ủa sao anh nói dễ ta? Pasteur. Exactly. Anh Giang anh nói dễ. Ủa em. Bây giờ anh hỏi em nè, em không cần biết đáp án nha. Bị chó cắn đi đâu chết ngừa? Đi Pasteur. Đơn giản vậy thôi. Trong sự tích trầu cau, người anh chết biến thành gì? Trời quá dễ. Sự cách trầu cau. Hai anh em đó. À. Người anh chết biến thành gì? Đẻ người em. Anh đang có đại bàn. Cái gì trời? Người anh chết biến thành cây cau. Thưa quý vị, như vậy là trầy trật một khoảng thời gian khá lâu. Gần 2 phút thì Lê Minh leo lên được vị trí số 4. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Hải Băng đã vừa thở oxy bên ngoài xong. Thì em nó có một... Nóng quá. Truyền một bình nước biển. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Hải Băng.
lên em. Take it easy, nhẹ nhàng thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ đi gala number 4 à? Bốn câu luôn à? Vâng, bây giờ you are Athena number 2 and go home early. Lên. Ok, cố lên nào. Hải Băng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Sống gì biết yêu? Sống tình. Chính xác. Yeah. Yeah, yeah. Bệnh gì hay bị trúng gió đố tự? Bệnh cảm. Bệnh chưa. Bệnh chưa phải bệnh. Bệnh nha. Bệnh á. Bệnh. Bệnh gì hay bị trúng gió? Bệnh bình phong. Yeah. Chính xác. Cố lên, cố lên em ơi. Cứ vậy ha. Đúng rồi, cứ vậy nha. Vậy bạn bạn thứ nói cho về sớm. Giận hết sức. Rồi, bình gì đua nhanh như chớp đoạt giải mai vàng? Bình gì đua nhanh đưa nhanh như chớp. Bình gì giúp chương trình nhanh như chớp đoạt giải mai vàng? Bình gì mà đưa nhanh như chớp? Bình gì giúp chương trình nhanh như chớp đoạt giải mai vàng? Không. Đưa nhanh như chớp mà. Bình ga là gì? Bình gì đưa nhanh như chớp? Bình thôi em cứ bình ga đại đó tại em không có hiểu câu này luôn. Rồi. Không chính xác. Hai ổn quá. Bình gì ạ? Mình muốn được chiến thắng trong một cái cuộc mà nhờ nhiều người khán giả, người ta làm gì thì mình được thắng. Kêu người ta mọi người phải bình. À, bình luận, bình luận. Bình chọn. Bình chọn. Bình chọn, bình chọn. Bình chọn. Chọn. Ôi trời ơi. Tôi nghe nhỏ em tôi nói, à, tôi tưởng là ngon là bình luận. Dễ thương. Rồi, lại là đốt chữ. Bình gì dùng để ăn cơm? Bình gì dùng để ăn cơm? Đúng rồi. Liệt kê ra đi. Bình ăn cơm cần cái gì? Bình ăn cơm hả? Ăn cơm cần nồi, cần nồi. Nói đi, liệt kê ra, liệt kê ra. Cần chén, đũa. Đấy, đấy. Bình người Bắc hay nói. Chương trình có MC ạ. À? Người Bắc hay nói gì nhở? Chết rồi, ở trong này lâu quá rồi không nhớ luôn. Rồi. Bà ở đâu trong này lâu thì nó vẫn là nó, chứ sao thay đổi được bà ở trong này lâu vậy mình không lâu. Ăn thì có chén, đũa, bình bát. Chính xác. Yeah. Wow, không có nha. Không nói gì đâu, nói gì đâu. Chim gì sinh ra đã không trọn vẹn? Đố chữ. Chim cánh cụt. Chính xác. Yeah. Mấy rồi? Hai câu rồi. Hai câu. Rồi. Hai câu nữa. Chuột gì màu trắng? Con chùa có màu trắng. Chuột bạch. Chính xác. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ G. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ G. Con gì G? Lên từ đó là bị quán liền. Chữ G đầu tiên, còn sau chữ G là chữ gì cũng con được. Con rắn. Chữ G sau đằng sau thì là con gì cũng được. Đúng rồi. Con gà. Yeah, đúng rồi. Con rắn. Đâu có. Con gà, con... G gì cũng được, thấy không? G Y hay là G H cũng được chứ không cần là G không. Anh nhắc đi. Nãy bên kia rồi. Con gì nấu bánh canh? Con gì nấu bánh canh? Con ghẹ. Con ghẹ nè, rồi. Con gà, con ghẹ, con rung. Con gì? Rung gắn thì nó gắn mà như con rung rung. Con gì? Con run đúng rồi nhưng mà nói cho đúng nào. Con run. Con run. Rồi, chính xác. Ừ. Ủa? Con gà chứ sao con rung? Con gì? Gì? Run. Bắt đầu bằng chữ G. Căng thẳng hơn đi xanh đó em chờ. Chán dễ sợ luôn á. Em chưa kịp lấy cái não lại luôn. Rồi, đây lại là đố chữ. Trái gì không ai ưa? Trái gì không ai ưa? Trái bom. Trái... Đố chữ tức là cái chữ nó phải có một cái nghĩa nào đó. Trái gì mà không ai ưa? Thì trái bom là đúng rồi. Đâu có ai trái bom rồi. Không chính xác. Ai dám ưa trái bom? Không, trái bom là trái bom mà cưa bom á. Thì đó, ai ưa trái bom? Trái tính, trái nết, không ai ưa. Rồi, tiếp tục. Nhà khoa học nào là người đầu tiên tìm ra vaccine cho bệnh dại? Trường Giang. Em không biết câu này. Rồi, đáp án là Louis Pasteur. Dạ không, tìm ra. Trong sự tiết trầu câu, người anh chết biến thành cái gì? Trầu câu bằng vôi. Đáp án là cây câu. Người anh là cây câu, còn người em là đá vôi.
Kính thưa quý vị, như vậy là Hải Băng đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu.